Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường đãi nhau một chung trà, một miếng bánh, và người Việt chúng ta thường nói là chén trà đậm đà câu chuyện. Và bây giờ chúng ta, chén trà của chúng ta là chén trà chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là chúng ta đang an trú trong cái giây phút hiện tại này. Dù chỗ có hơi chật, dù trời có hơi nóng, nhưng tâm của chúng ta rất mát dịu, bởi vì chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại ngôi chùa Phật Bảo. Mà Phật nghĩa là giác, giác nghĩa là tỉnh, tỉnh nghĩa là không mê, không mê nghĩa là không buồn ngủ. Khi mình quy y Phật chưa đủ, thường thường là mình quy y Tam Bảo. Tam Bảo trong đó gồm có ba: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Như bây giờ Pháp Hòa nói quý vị, trong Phật Bảo có hai cái bảo kia không? Có không? Có. Tại vì Phật là cái quả. Trước khi muốn thành quả là phải có tu nhân, mà tu nhân là hành pháp, phải không? Mà có hành pháp thì mới có thành Phật được. Cho nên Phật Bảo không có nghĩa là hai cái bảo kia vắng mặt, mà một, mà là ba. Như là sáng mà nói, giới, định, tuệ. Nhưng mà trong một, trong giới có định, có tuệ, trong định có giới, có tuệ, trong tuệ có giới, có định. Mặc dù mình nói giới, định, tuệ, nhưng mà nếu chúng ta trong giới, tức là mình giữ giới, mà nếu chúng ta không có cái định tĩnh, làm sao chúng ta biết cái nào đúng mà chúng ta giữ, cái nào sai chúng ta bỏ? Cho nên rõ ràng khi giữ giới là đã có định, và khi giữ giới là đã có tuệ. Tại vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới nhận biết cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ. Vậy thì Phật Bảo cũng là Tam Bảo. Bởi vì trong Phật đã có Pháp và đã có Tăng. Tăng là gì? Là bản thể hòa hợp, thanh tịnh. Vậy thì trong giờ phút này có Tam Bảo không? Có. Phật đang ngồi đây với mình, Pháp đang được tuyên, Tăng đang ngồi đây. Vậy thì trong giây phút này chúng ta có Tam Bảo. Bảo là gì? Bảo là quý. Tại sao quý? Tại vì nó thù thắng. Ví dụ một cục đá, một hộp xoàn, nào quý? Hộp xoàn quý. Cũng là cục đá, nhưng mà cái cục đá này nó trong trẻo, nó sáng suốt, nó chói lòa, cho nên nó quý hơn cái cục đá đục ngầu, sừng xù, không đẹp. Nó cũng là cục đá, nhưng mình kêu là đá quý. Còn cục đá này là gì? Đá thường, phải không? Cho nên cái gì mà nó đặc biệt hơn cái kia thì cái đó gọi là quý. Nhưng cái đó chỉ là dụ, bảo đây là một cái pháp để ví dụ cái gì nó quý. Tổ Đạt Ma vốn là một vị thái tử của nước Nam Ấn Độ. Gia đình của ngài có ba người con trai, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người con trai thứ ba. Thì một hôm, Tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 của Ấn Độ, từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống. Sau khi Đức Phật Thích Ca tịch rồi, Tổ Ca Diếp kế thừa, rồi tới Tổ Ca Nang. Cứ như thế mà dần tới Tổ Bát Nhã Đa La là người thứ 27. Thì khi đó Tổ mới vào hoàng cung gặp ba thái tử. Tổ mới hỏi trên đời này cái gì quý nhất. Vị thái tử thứ nhất trả lời: bạch thầy, trên đời này ngai vàng điện ngọc là quý nhất. Người thứ hai nói: bạch thầy, trên đời này kim cương hộp xoàn vật quý là quý nhất. Đến vị thái tử thứ ba, tức là Bồ Đề Đạt Ma, trả lời: bạch thầy, trên đời này trí tuệ quý nhất. Ngài liền giải thích: nếu ngai vàng điện ngọc quý,
hột xoàn kim cương quý mà cái trí tuệ không biết cái này là quý thì nó cũng không quý, phải không? Cái hiểu biết của mình mới là quý. Còn cung vàng, bây giờ có một ví dụ, ví dụ như bây giờ mình không biết cái đó là quý thì có đưa mình cũng không biết quý. Cho nên nhờ mình có cái trí mình mới nhận định cái nào quý. Cho nên vậy thì bây giờ cái gì quý? Trí tuệ là quý. Cho nên thường trong chùa ta mới để trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì sự nghiệp của người tu của chúng ta là có trí. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sống trong vô minh. Mà khi vô minh tràn ngập thì khổ đau triền miên. Cuộc đời này có bao giờ hết khổ không? Không. Năm nào cũng khổ giống nhau hết. Năm nào cũng khổ giống nhau. Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ để chúng ta biết Như thị các pháp như thị, các pháp như thị, có thương thì phải có ghét, có hợp thì phải có tan, có được thì phải có mất, có kẻ thắng thì phải có kẻ thua, có đẹp thì phải có xấu, có trẻ thì phải có già. Phật dạy sẵn trong kinh, cái tánh già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái tánh bệnh nó nằm ngay con người khỏe, cái tánh chết nó nằm ngay nơi con người còn sống. Nếu mình không hiểu các pháp như thị, mình không sống, mình không hiểu các pháp như vậy thì mình không sống chánh niệm, mà không sống chánh niệm thì mình không là Phật. Vậy thì đi chùa Phật bảo để làm cái gì? Để học cái đó, học cái chánh niệm. Học cái chánh niệm là học cái tỉnh, mà cái tỉnh thì không, mà cái mê nói chữ không đủ, phải nói hai chữ: si mê. Si là gì? Si là khi chúng ta không thấy được lẽ thật cái mê. Vì chúng ta không thấy nó lẽ thật, chúng ta mới mê. Còn chúng ta thấy nó lẽ thật thì chúng ta có hưởng, nhưng mà không mê. Cho nên cái người mà người ta tỉnh, tất cả những gì trong đời sống hàng ngày người ta sống theo nhu cầu, mà người ta không sống theo tham cầu. Hai cái đó, cuộc sống của mình là nhu cầu, phải ăn, phải mặc, phải không? Rồi phải gì nữa? Đủ thứ. Khi ăn á, là muốn ăn ngon, mà khi nó thành cái kia là không muốn ngon. Thành thử ra nếu mà mình biết cái gì á, nó cũng trở thành cái đó hết á, thì bắt đầu mình sẽ tỉnh. Thôi kệ, ăn dở một chút cũng thành đó, mà ngon một chút nó cũng thành đó. Có phải không? Khi mà mình tỉnh thì mình sống an lạc. Cho nên á, đời á, cái khổ cái vui nó vẫn cứ đắp đổi. Nhưng mà quan trọng là cái người tỉnh á, người ta thấy khổ vui là chuyện bình thường. Bây giờ có vài ví dụ nha. Người trong ngồi trong đây, ai người vui nhất? Người ngồi trên ghế. Em ngồi trên ghế mà em bị chảm. Cái người vui hay là cái người khổ, nó chẳng qua là cái cách nhìn. Có một cái em đó, nó được ba dẫn đi về quê. Thì cái ý của ông già là muốn nó đi về quê, nó thấy cảnh khổ của người nghèo, rồi nó về nó phải trân trọng cái hạnh phúc nó đang có, là nhà lầu, nhà cao, cửa rộng, vân vân. Đi sau một ngày về quê, lên xe ba hỏi: con à, bữa nay con thấy, con đi xuống đây con thấy sao? Nói: dạ ba ơi, con thấy nhà mình có hai cái cửa lớn, mà cái nhà này nó tới 6 cửa. Tại vì cái nhà này nó không có vách, nó trống trơn, vì nó nghèo quá vách không có. Nói: nhà mình 2 cửa, nhà ta 6 cửa. Nhà mình nó tối ngủ tắt đèn thì mấy cái glow in the dark, mấy cái ngôi sao gắn gắn trên nóc nhà nó mới sáng, còn nhà này ngó lên là nguyên bầu trời.
nhà mình nó chỉ có hồ nước nhỏ nhỏ phía sau để tụi con tắm thôi. Nhà nghèo này có nguyên một cái hồ. Sau khi mà con đi một vòng rồi, con thấy tội nghiệp ba quá, nhà mình quá nghèo. Vậy thì cái ông già kia đó, ổng thấy cái nhà ổng giàu, còn cái nhà dưới quê thì nghèo. Mà thằng nhỏ này thì nó thấy sao? Nó thấy dưới quê này giàu mà nhà nó nghèo. Vậy thì cái nghèo cái giàu do ai nhìn? Do mình nhìn. Mình nhìn rồi mình thấy. Giống như mình qua Ấn Độ, Ấn Độ nghèo hơn Việt Nam 100 lần, khổ hơn Việt Nam gấp 100 lần. Trời ơi, mình đi qua mình thấy tội nghiệp quá, thương quá. Qua qua nó không biết ai tội nghiệp ai. Bởi vì mình không có nhà, người ta không có nhà cho nên ta không có lo. Người ta không có xe, người ta không có lo. Người ta không có tủ lạnh, người ta không có lo. Người ta không có gì hết, người ta không lo. Còn mình có đủ thứ cho nên mình cũng đủ thứ. Có phải không? Quý vị nhớ Đức Phật dạy rất hay. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cái nhà lớn thì phải mua bộ ghế cho nó xứng với cái nhà lớn. Cái tường to thật to phải mua tấm kiến cho nó vừa với cái tường đó, mặc dù không có đứng đó chỉnh áo gì hết, nhưng mà phải có cái kiến treo đó, phải có cái khung hình treo đó, phải có cái cây để đó. Lớn cái này thì cái kia nó cũng lớn theo. Các pháp nó như vậy mà. Thế mình muốn này thì cái kia nó phải có. Thí dụ như mình có tiền quá, mình mua chiếc tàu để mùa hè đi chạy ra biển rồi chơi. Đến khi mà mùa đông á, phải kiếm chỗ cất, phải trả tiền mướn cái chỗ để cất chiếc tàu đó, phải không? Phải. Em không đi mà em biết. Rồi bây giờ mình có một cái nhà, một cái biệt thự để nghỉ mát ở Florida ở đâu đó, để mùa đông mà mình về đó mình hưởng ấm. Nhưng mà khi mình không cần xài nữa thì cũng phải trả tiền điện, tiền nước, tiền thuế, tiền bill, chứ đâu nghĩa là mình không trả. Đó. Cho nên á, cái tỉnh của người tu á, là chúng ta vẫn có những cái muốn, nhưng cái muốn của mình đúng với cái mình cần, mà không muốn những cái gì nó ngoài cái không cần. Như vậy thì mình sống tỉnh, mà tỉnh thì không khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh. Cho nên có một vị thiền sư trước khi mất, ngài nói như sao? Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cay. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cuộc đời nó vẫn cứ như thế mà nó đi. Một năm cứ 365 ngày, hết tháng 1 rồi tới tháng 2, cứ như thế mà đi. Nhưng mà tóc trên đầu của mình thì sao? Cũng già theo những năm tháng. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước lại cành. Hai câu đó, hai cái câu cuối là hai câu của người liễu đạo. Còn hai cái câu đầu là hai cái câu mà để nói lên cái sự hiện tượng sự vật các pháp như vậy đó. Cái quan trọng là tâm mình. Cho nên mình quy y Phật có nghĩa là mình quy y với Đức Phật, một người thầy tỉnh giác. Quý vị thấy Phật có tỉnh không? Phật tỉnh. Mình cũng tỉnh nhưng mà uống tỉnh tỉnh. Uống hết tỉnh này tới tỉnh kia. Cho nên uống xong mấy chục tỉnh cái nó xỉn. Còn Phật á, thì Phật thấy cái pháp mình á, thấy khổ thì mình buồn, thấy cái gì vui mình mừng. Cho nên tối ngày mình bị sao? Thất tình nó lôi kéo. Thí dụ như mình thấy người xấu mình chê, mà mình không biết rằng nhìn cái xấu đó để biết cái nghiệp của mỗi người mà ráng tu. Cái người tỉnh là ta không có chê, mà ta thấy cái nhân, cái quả của cái người xấu, để ta tự lo, ta tu để ta vượt cái xấu. Cho nên có một lần Đức Phật đang ngồi trong nhà, Đức Phật nghe tiếng ăn xin của mấy người ngoài đường. Đức Phật mới hỏi, ủa ai đang kêu gào xin tiền ở ngoài kia?
thì các vị mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đó là một gia đình nhà giàu trù phú nhất ở đây, mà bây giờ họ trở thành người ăn xin. Thì Phật mới hỏi tại sao. Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, tại vì hồi họ có giàu có đó, họ không có biết bố thí, cho nên khi mà cuộc đời xa cơ, những người xung quanh không ai giúp họ. Khi họ còn trẻ, họ không biết giữ gìn, cho nên bây giờ họ già không ai chăm sóc. Đức Phật liền xoay qua các thầy: nội bao nhiêu đó quý thầy đủ thấy nhân quả chưa? Cho nên cái thời điểm tốt nhất để tu là chết lúc nào? Lúc mình còn khỏe, lúc mình còn trẻ, lúc mình không bệnh, lúc mình còn sáng. Còn bây giờ mình làm ngược lại, kêu biểu tu nó thôi để già già rồi. Nó đi chùa, nó chùa của mấy người già chứ đâu phải của người trẻ. Cho nên mình cứ đợi không? Mình cứ đợi già. Lúc già thì bây giờ bắt đầu rên, đau chân quá tu không được, mắt mờ đọc kinh không được, tai lãng nghe pháp không rõ. Cho nên rốt cuộc rồi, từ khi mình còn khỏe, còn trẻ, còn đủ thứ cái điều kiện thì mình không lo. Đến khi mình hết điều kiện thì cũng không còn. Như vậy, cái mà chúng ta nghĩ xưa nay, tỉnh hay mềm? Cái người tỉnh ta thấy rõ. Cho nên thấy người trẻ mà tu, đừng có I am feel sorry for you, mà cái người trẻ phải nói me too. Hồi nhỏ mà đi học, học high school, thì mấy em, mấy bạn cùng lớp đó, hỏi Pháp Hòa chứ Du có biết TV không? Nó nói dạ tôi biết TV mà tôi không coi. Nó hỏi dạ Du có biết rạp hát không? Nó dạ tôi đi ngang rạp hát tôi biết mà tôi không có vô. Cái nó nói I feel sorry for you. Nó tội nghiệp quá, thấy mình tu no life, cuộc đời mình là no life, không TV, không rạp hát. Rồi nó còn hỏi you have girlfriend? Có girlfriend không? Nên Pháp Hòa nói yeah, I have girlfriend but no friend to love. Bạn gái thì mình thiếu gì trong trường, nhưng mà không có người nào tôi yêu. Khi bây giờ nó lớn cùng tuổi rồi, lâu lâu nó vẫn đi chùa, nó vô nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi đâu chừng 2 phút, là ba vẫn không đi cầu. Đôi khi nó ba cho con uống sữa, cái Pháp Hòa nó ủa bây giờ ai tội nghiệp cho ai nha. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái tỉnh với cái đi của nhà Phật. Đừng chờ đến khi nào mình ngồi gốc cây bồ đề, mình phóng cái hào quang, mình bay vòng vòng với tu là giác, mình phải giác ngay cái giây phút này. Có một ví dụ, ví dụ như hôm nào mình khỏe, mình nói hôm nay tôi còn khỏe nè, tôi phải tụng kinh. Lỡ mình bữa nào có bệnh khang tiếng, nó hồ tôi chỉ khang tiếng thôi chứ tôi đâu có mỏi tai, cho nên tôi không niệm Phật ra tiếng, thì tôi niệm ở trong tâm. Phải không? Bởi vì niệm Phật có bốn cách. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Bây giờ nhắm mắt lại, tưởng tượng Phật niệm trong đầu, và là quán tượng niệm Phật. Quán cái tướng niệm Phật. Đến khi nào lặng lẽ ngồi đâu Phật cũng ra vô với mình. Gọi là quán gì? Thật tướng niệm Phật. Niệm Phật có bốn cách. Lâm râm niệm Phật gọi là trì danh. Để hình Phật trước mặt nhìn, để cho tâm mình đừng loạn, là quán tượng niệm Phật. Lỡ không có tượng Phật, nhắm mắt lại tượng cái tướng của Phật, gọi là quán tướng niệm Phật. Đến khi nào Phật với mình là một thì gọi là thật tướng niệm Phật. Vậy thì người tỉnh ta tu lúc nào cũng tu được. Còn mình mê thì mình tu, có chuông có mỏ nó cũng mê như vậy. Vì mình nghĩ tụng kinh phải có chuông có mỏ, nhưng mà thật sự cần mỏ cần chuông không? Cần cái mỏ này đủ rồi. Có cái mỏ kia nữa dũng không? Cho nên có vị mà hỏi tại sao phải tụng kinh có mỏ, và nó lấy một cái mỏ đó thắng mấy cái mỏ như này. Tại mấy cái mỏ như này tụng lộn xộn quá, cho nên lấy cái tiếng mỏ đó để giữ nhịp. Lấy cái tiếng mỏ để giữ nhịp. Cho nên tại sao tụng kinh phải có mỏ? Bởi vì trên cái tiếng mỏ là tỉnh phải không? Nó cốc cốc cốc, nó làm cho mình tỉnh. Rồi trên cái hình cái mỏ khắc con gì? Con cá. Mà con cá là ngủ không nhắm mắt, tượng trưng cho tỉnh.
hình con cá đó, con cá ngủ nó cũng đâu có nhắm mắt. Mà chính con cá không nhắm mắt là tượng trưng cho người tu là phải tỉnh. Mà vậy mà chưa nữa, nhiều khi nhịp nhàng đều đặn quá cũng ngủ gục, cho nên lâu lâu bom, lâu lâu vậy con, vậy con. Rồi lâu lâu rồi phải sao nữa? Cốc, cốc, bom. Mỏ, mỏ, chuông. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Biểu mình bỏ, buông, buông, bỏ. Rồi lấy ai? Ô, tiếp, tiếp, lụm. Đi chùa là để bỏ, để buông. Mà thấy ai gì rớt cái lụm bỏ. Coi còn cái tướng màu thì ghét không? Cái tướng ta thấy ghét mà bỏ đi chứ mắc gì lụm. Mà mình lụm cái tướng ta để vô. Nè, 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 lại đây. Lát nữa ngồi để ý cái bà đó bà ngồi. Chi vậy cho nó khổ. Cho nên đi chùa tỉnh mà không tỉnh. Hồi xưa có một cái ông đó, ông cầm cái cuốc giữa ban ngày nắng chang chang, ông đi. Người ta mới nói cái ông này chắc khùng. Trời ban ngày mà lại cầm đuốc. Ông nói à, ban ngày sáng vậy mà vẫn có người mê à. Phải không? À, cho nên ngày xưa ngài Trần Nhân Tông và mới nói chúng ta là những người túy sinh mộng tử. Túy sinh là sống sai, mộng tử là chết mộng. Sống sai chết mộng. Sống thì sai, khi chết cũng mộng. Tại vì cái quan trọng của chúng ta là cuộc đời chúng ta không thể nào đẩy cái khổ ra ngoài. Cái quan trọng là chúng ta nhận ra cái khổ. Khi mà chúng ta nhận ra được khổ rồi á, chưa hết khổ đâu, nhưng mà liền tỉnh. Cái quan trọng là chúng ta, tuy chúng ta chưa hết, nhưng ít nhất chúng ta không còn mê nữa. Người kia làm khổ mình cứ khóc hoài. Nhưng mình có hỏi mình, nước mắt này có bao giờ mình khóc cho cha mẹ chưa? Hay là mình cứ khóc cho cái người này hoài? Đó, thảo nào mà một thi sĩ Việt Nam mình mới nói. Nói sao? Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi. Ít có khi nào mình nói trời ơi, mẹ con bệnh, mẹ con đau, mẹ con buồn, con khóc, không có đâu. Người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Biết ta bỏ rồi chạy theo chi cho khổ. Cho nên cuộc đời á, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Cho nên hiểu như vậy gọi là hiểu pháp. Pháp này là gì? Hiện tượng sự vật. Lấy Phật pháp để nhận ra cái hiện tượng sự vật. Mà khi hiện tượng sự Phật mà rõ rồi, chính mình là Phật. Phật là người tỉnh. Phật là người tỉnh. Mà tỉnh là không mê. Mà thế nào là không mê? Khi thấy rõ tất cả hiện tượng. Ví dụ bây giờ người ta gặp Pháp Hoàng, người ta nói cha lúc này cười nhăn hơn năm ngoái nha. Không có buồn mà nói có cái thuốc thì sức cho nó bớt nhăn. Sao bớt được? Bây giờ có bà hỏi quý cô, chứ từ hồi qua đây tới giờ quý cô sức đủ thức kem hết mà nhăn nó cũng nhăn. Nhuộm tóc cỡ nào nhuộm mà tới chừng hàng tháng sau là cũng lú chân ra. Trời ơi, sao giấu được cái gốc? Nếu mà có giấu là giấu được cái ngọn thôi, mà sao giấu được cái gốc? Giờ cái gốc của chúng sinh là gốc khổ. Mà chúng mình cứ lấy cái mà mình bình thường mình ngủ làm sao được? Thôi thì chi bây giờ mình ngồi. Cho nên Phật tu Phật ngồi góc không? Ngồi góc Bồ Đề để đại phá ma luôn. Tại sao ông nói ngồi góc Bồ Đề? Ngồi góc Bồ Đề. Bồ Đề là giác, mà góc là ngay cái chân. Ngồi ngay cái chân giác thì lo gì không giác. Có phải không nè? Cho nên đó, Phật sanh dưới gốc cây vô ưu, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, thuyết pháp ở dưới trong cái gốc cây ở vườn Lộc Uyển, mà đến khi mất cũng dưới gốc cây gì? Sa La. Vậy rõ ràng Phật có ý với mình đó nha. Phật có ý với mình đó. Trước khi đi rồi mà cũng dạy cho mình bài học đó, trở về cái gốc, sống với thiên nhiên. Có sao để dạy người ơi. Cho nên cái người mà người ta tỉnh đó, khổ ta vẫn bình thường. Không có nghĩa là ta không khổ, nhưng mà người ta không có để cái khổ đó nó làm cho người ta trầm luân. Chữ trầm là chìm, chữ luân là xây vòng vòng.
trầm luân nghĩa là chìm xuống và đi vào vòng. Phật có bệnh không? Phật có chết không? Phật có già không? Phật cũng giống mình vậy đó. Phật cũng sanh ra giống mình, rồi Phật cũng đau, già, bệnh, chết giống mình. Còn mình bây giờ cũng đau, già, bệnh, chết. Nhưng mà cái của mình gọi là gì? Sanh tử bì lao. Mình gọi là sanh tử bì lao. Còn Phật là gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dâm. Cho nên mới được gọi là Như Lai. Như là như duy bất động. Lai đời có đến có đi mà lòng mình vẫn Như Lai. Hai ngày nay có Hòa kể câu chuyện đó. Có một vị thiền sư đang đi đường gặp hai cha con. Gặp hai cha con thì thiền sư nhìn cũng là đạo phong cốt cách lắm. Cho nên thiền sư mới hỏi ông già: chẳng hay lão từ đâu đến và ở đâu? Ông lão nói trời đất, trên trời dưới đất. Ý ông lão muốn nói là chỗ nào có đất có trời là chỗ đó nhà của tôi. Thì ông thiệt, ngài thiền sư mới hỏi: nếu lỡ trời nghiêng đất ngã ông ở đâu? Phải không? Ông mới trả lời với tôi là trời đất chỗ nào thì ông ở đó. Nếu lỡ trời nghiêng đất ngã ông ở đâu? Ông lão trả lời: trời xanh, trời xanh. Có nghĩa là nếu dù đời trời đất có nghiêng ngã cũng là chuyện thường, tại tôi hiểu các pháp sanh trụ dị diệt. Con người là sanh già bệnh chết, hiện tượng sự vật là thành trụ hoại không. Cho nên ông nói trời xanh, trời xanh. Ý ông muốn nói là cuộc đời là vậy. Bản thân con người thì phải sanh già bệnh chết. Cái bàn này là thành trụ hoại không. Thế giới này, vũ trụ này thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. Cho nên có gì lo. Nói vậy xong thì đứa con nó thấp quá. Thiệt sự khoái quá. Hai cha con thiệt là kỳ lạ. Rồi hai cha con dẫn nhau đi. Cái câu chuyện đó muốn nói với mình: tất cả chúng ta, mình sợ cái chữ gần đất xa trời, nhưng mà thật sự là mình đang gần đất mà xa trời. Thế thì ta nói, ta gặp mình ta nói gần đất xa trời cũng có gì đâu sợ. Mà thật sự là mình đang sống gần đất hơn mà xa trời hơn, có gì sợ. Vậy mà mình không hừ tiếng. Nhưng mà cái tiếng hừ của mình không phải là cái tiếng hừ của tỉnh giác, mà tiếng hừ hậm hực. Tại sao ông nói tôi gần đất xa trời? Quý vị thấy không? Cho nên á, người ta có nói mình điên, người ta nói mình khùng cũng không sao. Mình có thơ mình đáp lại: tôi khùng, khùng mà biết chăn mùng trải chiếu. Tôi khùng mà biết hủ tiếu uống liu. Tôi khùng mà tôi biết yêu. Thế ta nói mình khùng cũng bình thường. Tại vì có những cái tiếng khùng, nhưng mà thật không thật khùng. Cho nên có những vị mà người ta tu tới cái chỗ mà người ta thẩm thấu cuộc đời, thấy ta cũng khùng vậy đó, mà ta nói nhiều câu tỉnh hơn mình. Còn mình thấy tỉnh quá trời mà sống mê man vô cùng. Có nhiều người ta nói một hai câu nói mà thiết là thấm, thiết là thấm. Pháp Hòa đi, Pháp Hòa gặp rất nhiều các bác mà Pháp Hòa rất là thương quý. Tại có nhiều bác nói nhiều câu rất là sáng suốt, nói nhiều câu mà mình giật mình á. Cho nên những vị đó mình học hỏi, tại vì vị đó người ta bây giờ á, mình chưa phải như Phật là toàn giác, nhưng mình có cái phần giác của mình. Phần giác là giác tinh thần, hiểu không? Mình gọi là phần giác, còn Phật là toàn giác. Khổ phần nào mình giác phần đó. Có khi mình gọi là hốt giác. Hiểu hốt giác là gì? Lúc mình gọi là hốt giác, tức là có lúc tỉnh, có lúc mê. Cho nên gọi là hốt giác, hốt mê. Tiếng Hán gọi vậy. Mình là hốt giác, hốt mê, là lúc tỉnh, lúc mê. Còn Phật thì luôn luôn là người tỉnh. Mà chính Ngài tỉnh cho nên mình mới lễ Ngài, mình mới thờ Ngài. Vậy thì thờ Phật không phải là mình thờ một cái tượng, mà mình thờ một đức hạnh, nhưng mà lấy cái tượng làm biểu tượng.
Có nhiều người ta nói để tượng vậy ma quỷ nó dựa vô, cho nên ta không có tượng tích. Ai không biết cái tượng chỉ là tượng. Nếu mà mình nói như vậy tại sao chụp hình chi vậy? Nếu những người ta nói vậy tại sao ta chụp hình chi? Rồi ta treo hình ông bà ta chi vậy? Vậy mà tới hồi ông bà chết không cho để nó ma quỷ nó dựa. Cho nên mình nghe vậy cái mình thấy hữu lý. Cho nên đạo Phật biết hết. Nghĩa là sao? Tức là mình thấy rất rõ cái gì là chân, nhưng mà chúng ta không thể đả phá cái tục. Cái tục là theo cái thế gian này. Cái tục là theo thế gian, nhưng mà đạo Phật biết cách nhận cái tục, chuyển nó thành chân. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mấy đứa nhỏ đó, khi nó còn nhỏ đó, nó có những cái ước. Ví dụ có đứa nó nói nửa mai mốt con lớn con muốn làm thợ sửa xe. Cái mình la nó liền: không được, con phải làm bác sĩ kỹ sư. Mà mình không có biết, nó còn nhỏ, nó nói vậy thôi chứ lớn nó nghĩ khác. Bây giờ mình mượn nó đi, mình nương cái nó muốn, mình nói ồ con muốn làm sửa xe, con phải học cho giỏi, con phải có học giỏi thì con mới muốn được cái con muốn. Nhưng mà khi nó lớn với cái trình độ học giỏi đó, nó không thể nào làm thợ sửa xe được. Mình bắt nó làm chi? Cho nên Phật hay ở cái chỗ là Phật không bắt ai, nhưng mà Phật biết nương vào cái người ta muốn để Phật chuyển người ta thăng tiến lên. Bằng chứng nào mà nói vậy? Anh chàng thiện sanh đó, nghe lời cha mẹ, sáng nào cũng ra lại sáu phương đông tây nam bắc, phương trên phương dưới. Phật hỏi tại sao con phải lại sáu phương? Anh nói dạ con không biết, tại cha mẹ con lại thì con lại vậy. Đức Phật mới nói này thiện sanh, con lại sáu phương đó tốt không sao, nhưng mà Như Lai có một cách lại sáu phương theo bậc hiền thánh, con có muốn lại theo không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Thế Tôn có cách lại theo sáu phương theo hiền thánh thì con theo chứ. Đức Phật liền lấy sáu phương đó, Đức Phật dạy: phương đông là cha mẹ, phương tây là vợ chồng, phương nam là thầy bạn, thí dụ vậy đó. Đức Phật giảng sáu phương tượng trưng cho sáu ơn nghĩa trong đời, rồi chuyển hóa những cái sáu cái tập khí như là cờ bạc, rượu chè, bạn xấu vân vân. Đó, mình không bỏ cái tục nhưng mà biết mượn cái tục để chuyển nó thành chơi, vậy thôi. Cho nên cái đặc biệt của người tỉnh là vậy đó. Mình tỉnh rồi cái mình thấy ai cũng mê, cái mình bỏ người mê à? Không. Người tỉnh là thấy người mê liền dẫn người mê vào và tìm cách lấy cái mê đó để nói. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hôm nào quý vị đi thăm một người bệnh tâm thần, người ta nói Tôi muốn đánh nó, cái mình nói sao? Ồ vậy hả? Lát nha. Chứ mình nói nó khùng quá, ai đâu mà đánh. Mình có bao giờ mình chống lại với người khùng không? Không, mình luôn luôn mình nói để mình hạ cái giận tức của người đó xuống. Cũng như thế, người tỉnh là không bao giờ đẩy người mê, mà biết chuyển người mê từ mê đi đến cái chỗ tỉnh lặng. Cho nên Đức Phật, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải học được cái công thức độ người của Phật. Công thức độ người của Phật là thấy ai mê thì thương, mà đem lòng lâm mẫn độ cho người mê. Còn mình bây giờ thì ngược lại là thấy người mê thì lại ghét, rồi bỏ rơi, không độ. Cho nên mình chưa phải như Phật là giác hạnh viên mãn. Giác á, Phật có ba nghĩa: một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Mình tự giác xong rồi mình giúp cho người khác giác ngộ. Đến khi nào mình giúp cho họ đến cái chỗ giác ngộ, với họ đủ duyên với mình giúp cho họ tới cái sự viên mãn với những người hữu duyên, đó gọi là giác hạnh viên mãn. Nhớ, giác hạnh viên mãn nghĩa là giúp những người hữu duyên với mình đến cái chỗ viên mãn rung rao. Chứ còn làm sao mình độ hết tất cả được? Mình chỉ độ những người hữu duyên thôi chứ.
đó. Thì bây giờ mình nói, nãy giờ mình nói vòng vòng chỉ muốn nhắm tới là Phật bảo thôi. Nghĩa là Phật là giác, mà giác là không mê. Thế nào là không mê và thế nào là tỉnh? Mình vẫn sống trong đời. Phật bảo ví dụ như á, mình uống một ly nước, nước lạnh mình biết đây là nước lạnh, nước nóng thì phải thổi, chứ không phải nước nóng rồi á nói không tôi vậy đó, tôi không thích thổi gì hết trơn. Có nhiều khi á, có nhiều vị mình tu nhưng mà mình cực khổ lắm, không có quyển chuyển. Ví dụ như mình đem chè lên cúng Phật, thường người ta đem ba chén chè lên cúng, cái không để cái muỗng, cái nói cúng vậy nãy giờ Phật đâu ăn được cái gì. Mà lỡ mình quên muỗng đi mà mình cũng quên Phật là người gì hả? Phật là người gì? Ở Ấn Độ. Mà Ấn Độ thì ăn sao? Cho nên lỡ quên muỗng Phật cũng ăn theo kiểu của Phật chứ không sao đâu. Cho nên quý vị nhớ, thờ phượng là biểu tượng. Cái tỉnh của mình là cái lòng thành của người ta. Một chén cũng được, hai chén cũng được, ba chén cũng được. Cho nên mình tỉnh làm sao mà đến khi nào mình có thể uyển chuyển được trong cuộc sống của mình. Chừng đó quý vị sẽ thấy tâm mình an lạc lạ thường. Thế nào mình cũng có thể mình du di, mình sống nhẹ nhàng. Cái người mà khó ngủ khổ không? Khổ lắm. Tại vì một tiếng cục kịch ngủ, một miếng đèn ngủ, một tiếng ngáy ngủ không được. Không phải họ muốn, nhưng mà tự thân là nó có một cái bản chất là khó ngủ khổ. Mình ví dụ mình cũng như thế. Nếu mình sống mà cái gì cũng không được, bắt khoan bắt nhạc từ chút, thì tự mình làm mình khổ. Mà trong khi đó có những cái không cần thì mình phải tập. Bây giờ mình khó ăn, tập bớt khó ăn. Thí dụ như hôm thường mình ăn bún riêu thì phải có cà chua, cà chua xào thơm giá đó, rồi phải có kinh giới, rồi phải có miếng chao đánh với xả cho nó tạo mùi mắm ruốc. Nó cũng có rút gì đâu, nhưng mà bỏ miếng chao như vậy đó thì mới gọi là bún riêu. Mà mấy chục năm ăn nay ăn vậy cũng được rồi, mà lỡ bữa nào thiếu chút cũng cứ cằn nhằn cả buổi, khổ không? Mấy chục năm nay mình đã hưởng thụ kiểu hết rồi, bữa nay mình bớt chút có chết tay người ta nào không, mà mình cứ ngồi mình nói hỏi mà nói là không ăn nó cũng ăn hết thôi. Thì thôi hôm nay thôi mà thăm quý vị để nói lên cái ý nghĩa chữ Phật bảo. Khi mình sống tỉnh như vậy đó là do mình biết ứng dụng pháp thì mình liền có pháp bảo, phải không? Khi mình có pháp bảo rồi mình sống hòa thuận, cởi mở, dung vẻ với mọi người, tự nhiên mình là Phật. Mình là tăng, mình sống hòa thuận cởi mở với mọi người, mình là tăng. Vì mình biết lấy pháp ứng dụng trong cuộc sống, cho nên mình liền làm thành một cái người sống vui vẻ, cởi mở, hòa hợp với mọi người. Rồi khi mình sống được như vậy rồi, do mình hội họp được như vậy, mình có pháp như vậy thì mình là Phật. Vậy thì Phật pháp tăng có xa mình không? Đệ tử nương nhờ tam bảo, biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc ứ. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa,
mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài vượt ra ngoài khỏi khổ. Mấy cái lời đó mình lượm ở túi đi, lượm chi mấy cái kia, hột xoàn không đó, Phật bảo không đó. Cho nên mình mới tán dương Phật. Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công, Đoan Nghiêm thiền tọa giữa non sông, sáng rực đỉnh linh không, trên trán phong hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Chỉ cần trên trán này, quý vị nhìn tượng Phật có cái điểm này không? Có không? Cái đó không phải tại Phật Ấn Độ chấm chấm. Trong đạo Phật, cái đó là bạch hào uyển chuyển ngũ tu. Bạch hào phóng ra uyển chuyển, mà mình không có uyển chuyển, mình cứng đơ. Năm cái núi tu di mà biết sống linh động rồi mà còn bị chuyển thì huống chi là con người. Mình biết sống uyển chuyển rồi á, người cứng cỡ nào mình chuyển cũng được, chứ đừng nói núi mà mình còn chuyển được thì huống chi là con người đặc biệt. Cho nên mình mới ca ngợi Phật. Sở dĩ mình không có rõ là tại mình cứ thấy ai cũng hôn mông hết. Nhưng mình nếu mình có được cái này nè, trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hay là sáu nẻo hôn mông, chừng đó long hoa hội lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh thông. Mình không tiếp nối được pháp của Phật là tại vì mình không học được cách của Phật. Mình cứ chấp chiều thôi. Mình bắt là A Di Rỉ Đô Bà Tì, A Di Rỉ Đa thì phải Tất Đam Bà Tì. Mà người ta có thể chuyển Già Di Nị Già Già Na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. A Di Rỉ Đô Bà Tì, dừng chân đứng lại xanh rì cỏ sâu. Chân lý nằm ngay đó. Nghe ta yêu đốt thành sầu, lấy tất cả những cái yêu đương bình thường đó bốc hết, chừng đó là ngôi chính quả nhiệm màu vô biên. Cho nên Phật giác ngộ là chỉ vậy thôi, chứ không có gì đặc biệt. Phật giác ở chỗ là Phật thấy tất cả các pháp như thị như thị. Cho nên mai mốt chuyện gì nó xảy ra mình nói như thị như thị. Nhưng mà phải nhớ, phải thâm nhập cho được mới được nói nha. Còn mình học pháp, có một cái em nhỏ đi tới chùa, gặp một vị hòa thượng, nó không xá, thì ông chào, cái hòa thượng mới nói người, gặp người lớn không chào. Cái nghe vậy cái nó chắp tay nó chào. Thế thì hòa thượng mới nói ngồi chào không đủ lễ. Nó mới nói đứng xá giống nhau. Hòa thượng lại tán được bóp. Nói sao thầy đánh con? Nói ông mới nói đứng ngồi giống nhau. Thì bây giờ đánh không đánh phải giống nhau, giống nhau. Ngài Tế Liên Hòa Thượng, có cái ông đó, ông cướp của người ta. Tại vì người ta mượn tiền của ông trả, giúp lộn. Thì Hòa Thượng khuyên, thôi đạo hữu ơi, mình tha được cho người ta, mình tha đại khái. Nhân quả, nó tu nó tin nhân quả vậy đó. Hòa Thượng tán một bạc tay. Thì vừa bị tán bạc tay, ông say quá, ông tán Hòa Thượng bạc tay. Hòa Thượng nói, đạo hữu thấy nhân quả chưa? Quý vị thấy cách dạy dạy đạo của người xưa không? Còn mình giờ, ở đây tôi nói cho nghe. Nhân là dày, quả là kia. Cái đó ta gọi là gì? Đốn ngộ. Đốn là chặt, là nhanh gọn. Nhưng mình bây giờ á, ngộ thì có đốn, nhưng mà tu thì phải tiện. Ngộ là mình ngộ rồi đó, giác ngộ rồi đó, hiểu rồi đó. Nhưng tu từ từ, tu từng bước. Giống như mình đi chùa, bước một nấc thang, hai nấc thang, rồi từ từ bước vô đây. Mình chưa phải là người căn cơ thượng thừa, cho nên mình đốn ngộ mà tiện tu. Còn các người xưa, người ta muốn đốn tu, đốn ngộ.
Hôm nay mình thăm chùa Phật Bảo, mình nói ý nghĩa chữ Phật. Phật là giác. Rồi bây giờ mình đã hiểu giác làm sao rồi đó. Ăn dở chút, vừa định chê thôi giác ngộ thì có ăn mừng rồi. Cho nên quý vị đừng có cử đồ cúng nha. Ai cái này đồ cúng tôi ăn đâu, ăn nó ngu, ăn nó khờ. Dạ đây em làm bằng chứng, em ăn đồ cúng cô hồn từ nhỏ tới lớn. Nếu cô hồn cỡ em được không? Tại sao mình lại có ăn là quý rồi, bỏ mới tội chứ tại sao là ăn ngu? Bỏ mới là dại. Đồ tốt mà nên bỏ mới dại chứ không ăn sao ngu được. Mà hơn nữa, cúng, mình cúng là mình muốn cho người ta hưởng. Vậy thì tại sao bây giờ tới khi mình hưởng mình không hưởng? Cho nên đừng có sợ. Bất cứ những cái gì cúng là mình đem lên, mình chưng, mình cúng, mình biểu tượng, xong rồi cứ thỉnh xuống ăn. Không có gì phải mê man cái chuyện đó hết. Chụp hình ba người cũng được, bốn người cũng được, năm người cũng được, không mắc gì cử ba người. Hỏi tại sao ba người nó tan tay? Tại sao mình không nghĩ ba là phước lập thọ, ba là Phật pháp tăng? Tại sao lại Phật lại ba lại mình ok? Di Đà Quan Âm Thế Chí ba người mình cũng lại, phải không? Mà mình lại sợ ba, rồi mình kéo vô người thứ tư, cái người kia đẩy ra nó không được chụp bốn, hỏi sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Tại sao mình không nghĩ bốn là giàu sang phú quý, hay là bốn là từ bi hỷ xả? Sao mình không nghĩ cái đó, mình lại nghĩ như cái kia để rồi mình tự làm khổ mình. Cho nên cái cần giác thì không giác, mà cái không cần mê thì quý mê. Có thấy rõ không? Dạ, đại chúng tỉnh mê cho đồng bào. Bây giờ mời toàn hướng nha. À, trước khi chúng ta còn hướng thì một lần nữa con xin tri ân Hòa Thượng Viện Chủ đã cho phép chúng con về đây để lễ Phật thăm chùa và chia sẻ Phật pháp với Phật tử. Và Pháp Hòa cũng xin biết ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại đường xa cũng như là ngày thường mà quý vị đông đủ từ sáng đến giờ. Thật là một món quà rất là quý báu cho Pháp Hòa. Mong đại chúng nhận nơi đây lòng biết ơn của Pháp Hòa, và cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Và nếu có Hòa có gì sơ sót, mong quý vị bỏ qua cho. Và chúc quý vị một ngày vui lành. Quý vị có mệt không? Dạ. Sao mới có? Thật là hạnh phúc vô cùng cho chúng con. Nhưng mà đồng thời trên bước đường tu tập áp dụng những cái lời Phật dạy vào trong cái cuộc sống hàng ngày cũng không tránh khỏi những cái bất vát, những cái mắc mối trong cái việc thực hành Phật pháp. Vậy thì quý vị Phật tử nào có ý kiến, có thắc mắc, xin nhân tiện có thầy về đây, chúng ta có thể nêu lên ý kiến để cho mình trong cái thực hành Phật pháp cho nó có cái sự thực sự lợi lạc, thực sự an lạc. Và cũng là có một cái lòng tri ân đến đối với thầy. Cháu đồng lạc cũng muốn dâng lên thầy và cúng dường đại chúng một bài hát của cháu. Ở đây thì đa số là cũng biết đồng lạc rồi phải không? Như là bài bản nhạc thầy tôi, cháu đồng lạc, trong cái thời gian quý vị chuẩn bị của chuẩn bị câu hỏi đó, quý vị nào có ý kiến câu hỏi nào không? Đồng chơi như cháu đồng lạc vô để cúng dường đại chúng đi rồi. Xin mời tất cả quý vị đạo hữu con ở bên ngoài, xin mời vô ở trong phía trong hành lang còn nhiều ghế trống, quý vị vô để. Nãy giờ tưởng nó đi lạc. Đây, tôi đang qua đây. Thầy con chấp tay lại thầy.
Bây giờ con hát bài gì? Đồng Lạc, đây là Đồng Lạc và pháp danh của cháu hả? Cháu sẽ hát bài Thầy Tôi để cúng dường lên Thầy, tỏ tấm lòng tri ân của đại chúng đến với Thầy và đồng thời cúng dường cho đại chúng. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này nó rộng lắm. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói đơn giản, câu hỏi là tu tại gia thế nào cho đúng. Mình muốn tu nghĩa là mình phải chỉnh sửa, mà chỉnh sửa chính yếu là chỉnh sửa thân miệng ý của mình. Còn hình thức tu là tùy hoàn cảnh, khả năng, sức khỏe và hoàn cảnh của gia đình. Cái hình thức cách tu là tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh và thời gian của mình. Dù một ngày chỉ một bài chú đại bi, một bài chú đại bi thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta nhận ra đại bi dạy mình cái gì, nguyên cái đại bi đó mà tu. Ví dụ thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm là lo thi. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Nếu người nào có cả ngàn mắt ngàn tay mà với tấm lòng đại bi vô ngại thì đó là Đà La Ni. Cho nên cái câu đầu mở đầu cho chú đại bi: thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Nếu mình có được cái vô ngại đại bi tâm thì nhất định mình sẽ có thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thế nào là ngàn tay, ngàn mắt? Mắt là tượng trưng cho hiểu biết, tay là tượng trưng cho nâng đỡ. Nói cách khác,
Thiên nhãn là trí tuệ, thiên thủ là đại bi. Nếu có từ bi trí tuệ thì không gì ngăn ngại mình hết, mình liền có Đà La Ni. Vậy thì Đà La Ni có mấy nghĩa? Đà La Ni có ba nghĩa. Trước hết giảng hai chữ đại bi, Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, gọi là tổng và trì. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải tổng hợp tất cả lời Phật dạy để trì tất cả nghĩa lý của Phật, thì dù mình tu tại gia nhưng mà vẫn thành tựu như thường. Dù mình tụng có một bài đại bi thôi, mà thế nào là hiểu và thương? Mình hiểu cho nên mình phải có cái nhìn trong sáng trước khi nói, gọi là tịnh khẩu nghiệp. Mà khi chúng ta nói với trong sáng nghĩa là tịnh ý nghiệp rồi, tại vì nghĩ đúng mới nói đúng, nghĩ đúng mới hành động đúng. Cho nên cái gốc là cái ý, chúng ta nghĩ cho đúng để khi chúng ta nói nó đúng và làm nó đúng. Bước đầu vô đại bi, mỗi câu trong đó chia làm 84 câu, mỗi một câu là một pháp tu. Thí dụ cái câu tát bà tát bà, nhớ không? Tát bà ma ra ma ra. Ví dụ như thế, tát bà tát bà, thì tát bà nghĩa là gì? Vì sự việc chung, vì việc chung. Tại sao phải vì việc chung? Không vì việc chung là mình sẽ vì bản ngã, mà vì bản ngã thì hư chuyện của chuyện chung. Cho nên lỡ có chuyện gì xảy ra, đừng vì cái ngã của mình mà làm hư đại sự. Tát bà tát bà. Thế thì đại bi là pháp tu chưa? Rồi, ta bà ha. Trong đại bi có 14 lần ta bà ha. Nara cẩn trì ta bà ha, Mara nara ta bà ha. Vậy thì chữ ta bà ha là gì? Ta bà ha có 6 nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa nói một nghĩa thôi, là viên mãn, là rốt ráo. Khi nào mình nhẫn được cái nhẫn mà không ai nhẫn được, chừng đó ta bà ha. Mình chưa nhẫn được là mình còn ở bên thế này. Mình nhẫn, mình người đó nói hoài mình cứ nín, ta nói riết ta bỏ đi, rồi mình ta bà ha. Vậy thì ta bà ha nghĩa là viên mãn, là rốt ráo. Một khi mình nhẫn được như vậy rồi, có phải mình an toàn không? Gọi là cát tường, nghĩa thứ hai của chữ ta bà ha. Vậy thì người Phật tử tu không có phải là một ngày sáng phải lăng nghiêm, chiều phải phổ môn, tối phải gì đó, đủ thứ hết để gọi là tu. Nếu chúng ta có thời gian nào chúng ta dụng nó cho đúng, cái không có cái nghi lễ là quyển chuyển tùy duyên, hoàn cảnh, khả năng, sức khỏe. Cái quan trọng là mình nhận ra được lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng chuyển hóa hàng ngày, giảm tham, giảm sân, giảm si. Pháp Hòa chưa dám nói là hết. Mình còn sống trong đời sao hết tham, hết sân, hết si? Mà giảm là quý. Người nóng mà giảm nóng là mừng. Người hung dữ mà giảm hung dữ, bây giờ còn dữ mà bớt hung, phải không? Cho nên mình tu á, là mình chỉnh. Hồi xưa mình á, maximum là 100 độ, giờ chỉnh dần dần xuống còn có mấy độ, đỡ lắm. Cho nên tu là chỉnh, mà chỉnh là chỉnh độ, độ nóng độ lạnh của mình á. Sáng nóng chiều lạnh của mình á. Sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nửa của mình á. Quý vị thấy không? Cho nên ngày nào tháng nào cũng hai thời sám hối, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai làm tiếp. Cho mình tu hoài, mình tu gì vậy thì tu đúng là đúng gì? Đúng hoàn cảnh của mình, đúng khả năng của mình, đúng thời gian của mình là đúng. Cái đúng của mình chưa chắc đúng với người khác. Thế thì đúng là đúng với ai? Đúng với mình. Bây giờ bác đau chân thì ngồi ghế niệm Phật, không có mắc gì phải ngồi dưới này mới kêu là ngồi niệm Phật. Đó, đúng là đúng với cái khả năng bệnh tật của mình.
Rồi bây giờ mình ăn chay, mình không có lịch, khỏi cần rằm mùng 1, cứ mỗi tháng ăn 4 cái chủ nhật, làm tháng được 4 ngày. Nếu ai coi lịch giỏi lắm, tháng có 2 ngày rằm mùng 1. Vậy thì ăn chủ nhật lời hay ăn rằm mùng 1 lời? Phải không nè? Đó, tu vậy là đúng. Đúng nghĩa là đúng cho hoàn cảnh của mình, đúng cho cái mái gia đình của mình, khả năng sức khỏe của mình là đúng. Vậy thôi. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa một ngày tụng mấy thời kinh, Pháp Hòa bắt phải tụng vậy kêu đúng, bắt tụng không được cái nó tu tập. Phải không? Kể câu chuyện tiếp. Nhiều chuyện mà. Bà già đó, bà ngồi trong chùa, ở trong nhà bà đi, thì một câu thần chú thôi. Ôm mà đi bác chi bèo, án mà đi bác chi bèo, án mà đi bác chi bèo. Ông thầy đi ngang, đi ở dưới cái nhà, ở dưới cái thung lũng. Thầy đi ngang cái đồi, thấy cái nhà sao ánh hào quang rực rỡ. Ông thầy tưởng một vị chân tu đắc đạo ở trong nhà đó. Ông thầy liền xuống nhà để đảnh lễ. Xuống ai ngờ đâu thấy bà già khủng khảo, ngồi án mà đi bác chi bèo. Ê, ông nói dạ thưa bà, con thấy bà tu hành tinh tấn quá, tội nghiệp bà. Thôi con xin nói cho bà nghe nha, bà tu hôm nay là sai rồi đó. Cái câu của người ta là án mà đi bác chi hùng, tại vì bà hùng với beo giống nhau. Hùng beo giống nhau, thay vì án mà đi bác chi hùng, bà niệm án mà đi bác chi beo. Nói xong rồi bà già cảm thấy hối hận vô cùng, bao nhiêu năm nay mình tu hành trật tụng trật. Thì ông thầy bước lên trên đồi trở lại, nhìn xuống thấy cái nhà tắt thánh học. Ông thầy thấy cái sai của mình, trở xuống nói bà ơi, hồi nãy con nói chơi với bà đó, bà niệm án đi ba ni bắt đi beo là đúng. Cái câu chuyện đó để muốn nói với chúng ta gì? Mình niệm án ba ni bắt đi hùng là mình nghĩ vậy, nhưng mà bà già kêu bà niệm beo, mà với cái tâm thành của bà beo nó cũng thành hùng. Quý vị quý không? Cho nên cái quan trọng đừng phải là hùng với beo. Cái tâm tu của bà nó đúng với cái hoàn cảnh của bà. Giống như con bà cụ, bà mắng cháu của bà: mày đồ mắc dịch, mày đồ mắc dịch. Nó đâu có hiểu mắc dịch là gì. Nó nghe bà nội nó chửi nó tối ngày mày mất dịch. Nó nói nhà mình đâu có nuôi dịch đâu đó. Vậy thì bà già cứ việc chữ nó mắc dịch mà nó nói không, bà ơi nhà mình không có mắc dịch. Vậy thì ai khổ? Phải không? Cho nên cái đúng của mình chưa chắc là đúng với người. Phải không? Cho nên thưa đại chúng, khi quý vị hỏi tu thế nào là đúng, thì Pháp Hòa chỉ tạm nói đúng cái khả năng của mình, hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, đó là đúng. Một bài kinh mà hành trì viên mật vẫn đúng, tụng tùm lum hết mà không có gì được gì hết cũng không đúng. Cái quan trọng là chuyển thân miệng ý từ cái ác nghiệp trở thành ra bạch nghiệp, cái đó gọi là chuyển tam nghiệp. Cho nên mình cải sự tiếng mõ là bằng ba tiếng mõ: cốc cốc cốc, chuyển thân miệng ý ra giới định tuệ để đừng đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là ba tiếng mở đầu. Quý đạo hữu nào còn có câu hỏi nào khác không? A Di Đà Phật, bạch thầy, cái này dạy cho con thông cái bốn cái chữ khổ tập diệt đạo. Thưa thầy, con nghe với thầy dạy nhưng con hiểu sơ sơ rồi, còn có hai câu sao con không có thông. Để xin thầy giảng dạy mô Phật. Dạ, thưa Pháp Hòa xin một giờ nữa. Thưa đại chúng, cái này là một cái bài pháp có thể nói một năm. Đây là bài pháp có thể nói một năm mà nói cả đời. Tại sao? Bởi vì tất cả giáo nghĩa của Phật nói trong 45 năm không ngoài bốn chữ này. Vậy đó.
cái gì mà ngoài tứ diệu đế thì cái đó không phải là Phật Pháp. Khổ tập diệt đạo, nói gọn là khổ tập diệt đạo. Còn nếu mình nói cho đúng là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, gọi là tứ đế. Tứ đế là gì? Là bốn cái sự thật. Bốn sự thật là gì? Khổ là một sự thật. Khổ gồm có mấy thứ? Căn bản chỉ tám. Nói nhiều thì rất nhiều, nhưng mà căn bản là tám. Sống là khổ. Trong cuộc sống này có già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là bốn khổ của thân. Bây giờ bốn khổ tâm lý nè: thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ, cầu muốn không được khổ, thịnh suy cuộc đời khổ. Vậy thì bốn cái khổ của thân là sanh già bệnh chết. Bốn khổ của tâm lý là cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ. Tâm lý gọi là thịnh suy. Đó là khổ đế. Nhưng do đâu mà có khổ cho nên gọi là tập đế. Chữ tập này là huân tập. Cái chữ tập nghĩa là nguyên do nào mình khổ. Phật nói rộng thì có 10, gọn là còn 3: tham sân si. Do tham sân si mà có khổ. Nếu mà nói nữa là nói nhiều nữa, vậy chỉ nói cái vàng thôi. Còn diệt là gì? Diệt là sự vắng mặt của khổ. Ví dụ như là trời, mình cứ nhức đầu hoài mình không biết tại sao, mà đi bác sĩ chụp hình hoài không biết lý do. Sau bao nhiêu lần đi thí nghiệm, cuối cùng bác sĩ báo cho mình biết là tại vì mình thiếu oxy. Thí dụ vậy đi. Hay là do mình bị cholesterol nhiều, nó nhức đầu, ví dụ. Nhờ mình biết cái bệnh cho nên bây giờ mình nhẹ rồi. Mình nhẹ nhàng ra rồi, mình không có còn lo lắng nữa. Hồi trước mình không biết có bệnh gì cho nên lo lắm. Bây giờ biết bệnh, mặc dù chưa hết bệnh, nhưng mà ít nhất đã biết bệnh. Mà đã biết bệnh tức là nhập tức nhẹ nhàng con người mình liền. Đó là diệt. Rồi bây giờ bắt đầu mới đi tìm cái phương thuốc để uống cho hết bệnh. Đó là đạo đế. Đạo là con đường. Bây giờ nếu mà nước muốn con đường dẫn mình hết khổ, nói rộng có 37 thứ. Nói rộng có 37 thứ, nói gọn còn 8 thứ. Nói rộng là 37 là gì? Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mấy cái đó cộng lại thành 37 món, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Còn muốn nói gọn nữa, còn có 8 thôi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do mình nghĩ sai cho nên mới nói vậy. Khi mà cái thấy sai là nhất định phải nói sai, nghĩ sai và làm sai. Vậy thì tứ diệu đế là gì? Là bốn lẽ thật ở đời. Nhưng nếu Đức Phật chỉ dừng ở cái chỗ khổ đế, đó là nói khổ mà Đức Phật không chỉ mình cách diệt khổ, thì chưa phải là đạo Phật. Đạo Phật là nói cho con người biết đây là khổ, nguyên nhân nào mình khổ, và đây là con đường giúp mình hết khổ. Vậy thì giống như mình đi bệnh thôi. Tôi bị bệnh, tôi đã biết nguyên do nào tôi bệnh, và tôi đã tìm phương pháp để hết bệnh. Khi mà hết bệnh là diệt. Cho nên diệt đế còn gọi là niết bàn. Niết bàn là gì? Là khi tâm mình hết khổ. Vậy thì niết bàn có phải đợi chết mới tới không? Còn niết bàn không phải là nơi chốn, là niết bàn là trạng thái của tâm. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Khi tâm mình không tham, không sân, không si là viên tịch. Vậy có sợ kiểu viên tịch không? Không. Viên là tròn đầy, tịch là vắng lặng. Khi tâm mình tròn đầy sự vắng lặng là viên tịch. Và chữ đó người ta thường dùng cho các vị đã mất, các vị thầy, các vị tôn đức xuất gia đã qua đời. Thay vì người ta kêu chết, từ trần mất, thì người ta dùng chữ viên tịnh để nói rằng bây giờ thầy này đã ở trong trạng thái tĩnh lặng tròn đủ. Nhưng không có nghĩa là chết mới dùng câu đó. Ai trong chúng ta tu hành cũng chỉ mong mỏi mình tới cái chỗ viên tịnh mà thôi.
trời vẫn còn sáng, nắng vẫn còn ấm, nhưng mà lưng thì đã mỏi. Chúc đại chúng có một ngày an vui, và nếu đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau nữa tối nay lúc 7 giờ ở chùa Linh Quang.